quá sức là tuyệt vời luôn anh chị ơi. Thị trường uptrend rồi. Đó, và ngày hôm nay anh chị em thấy nè, thị trường nó đã có được cái tín hiệu là dòng tiền nó đã có sự cải thiện so với những cái phiên trước đó. Và anh chị em theo dõi video của em á, em luôn chia sẻ với anh chị là thị trường nó đang trong cái giai đoạn mà tăng trong FOMO. Đấy, dòng tiền FOMO nó cứ kéo thị trường đi lên thôi. Và bằng chứng cho thấy được là khi mà thị trường đi lên á, liên tục là những cái phiên mà dòng tiền nó ngày càng đi xuống đúng không anh chị? Đó, và ngày hôm nay nó đã có sự cải thiện về dòng tiền. Đó, cùng với đó là các cổ phiếu trong cái phiên thứ sáu vừa qua nó tăng rất là mạnh. Đó, hầu như là các cổ phiếu mà nó tăng á, nó đều cái nó chiếm tỷ trọng lớn hơn so với những cái cổ phiếu giảm hoặc là những cái cổ phiếu không đổi. Đó, và anh chị em theo dõi trong cái phiên thứ sáu vừa qua, anh chị em sẽ thấy được là trong phiên sáng á, nó vẫn cứ là những cái giai đoạn đi ngang đó, lanh quanh đâu đó tầm khoảng cái mức điểm là 1.107x đúng không ạ? Nhưng mà sau đó vào phiên chiều, khi mà dòng tiền nó bắt đầu đổ vào đối với thị trường thì lúc đó rất là nhiều cổ phiếu nó xuất hiện điểm mua, và thị trường nó đã kéo một mạch lên đến cái vùng mức điểm là 1.185 điểm. Đó, nó đóng cửa ở một cái mức điểm cao nhất trong ngày, cuối phiên ATC nó kéo thêm một đoạn nữa. Và em nhớ đâu đó khi mà vào ATC á, nó kéo các cổ phiếu trụ như là Vinhome nè, rồi Masan, rồi Vinamilk chẳng hạn. Đó. À, Vinamilk nè, MWG thì nó kéo đâu đó tầm gần kết hình như là đầu phiên chiều anh chị. MWG nó thuộc bán lẻ. Đó, thì trong cái giai đoạn mà phiên thì trong cái giai đoạn buổi chiều đó em đã chia sẻ với cộng đồng của em, tức là rất là nhiều điểm mua nó đã xuất hiện, đâu đó là những cái cổ phiếu bán lẻ nè, những cái cổ phiếu chứng khoán nè, rồi bất động sản, rồi khu công nghiệp, rồi nhóm thép nè, em chia sẻ rất là nhiều trên đấy. Và nếu như trong cái giai đoạn hiện tại anh chị em nào mà vẫn chưa tham gia kịp đối với những cái cổ phiếu mà nó xuất hiện điểm mua trong cái phiên thứ sáu vừa qua thì đây chính là một cái video dành cho anh chị em, nên là trong cái video này em sẽ đề cập cho anh chị em về những cái mã cổ phiếu trong tuần sau, múc ngay và luôn luôn anh chị. Múc để làm gì? Để mà còn kịp đón sóng mới đúng không ạ? Đó. Và anh chị em thấy nè, dòng tiền nó đã trở lại thì điểm mua nó xuất hiện và rất là nhiều anh chị. Nếu như mà trong cái giai đoạn này anh chị em mà không kiếm được tiền á, thì khi mà thị trường rơi vào cái rủi ro, rơi vào biến cố á, thì anh chị em sẽ là người mất tiền đầu tiên đấy. Đó là anh chị em hãy tập trung theo dõi cái video này thật là kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì không chỉ là trên video này em tập trung chia sẻ về các mã cổ phiếu thôi đâu, không phải là chia sẻ về ba chữ cái thôi để mà anh chị em tham gia, mà em còn chia sẻ về cái tư duy cũng như là những cái trải nghiệm của em trên thị trường này. Đó, và em sẽ phân tích cho anh chị em biết tại sao em lại mua cái cổ phiếu đó. Nên là anh chị em hãy theo dõi thật kỹ. Nếu như trong cái quá trình theo dõi video anh chị em vẫn chưa có nếu như mà trong quá trình theo dõi video đi, anh chị em thấy có cái vấn đề gì, nếu như mà anh chị em vẫn không hiểu lý do tại sao em lại phân tích như vậy, thì hãy mạnh dạn comment vào phía bên dưới video này để mà em theo dõi và cũng như là giải đáp những cái thắc mắc của anh chị. Đó, thì trước khi bắt đầu video, anh chị hãy dành cho em một nút like đi, dành ra vài giây để tri ân, đấy, dành cho em những cái lời cảm ơn chân thành trước khi mà mình bắt đầu anh chị. Rồi, mình đi vào video ngày hôm nay. Thì anh chị em thấy nè, mình sẽ đi vào cái đồ thị của thị trường chung trước ha anh chị, rồi chúng ta sẽ đi vào phân tích cổ phiếu và dành tặng cho nhà đầu tư những cái điểm mua cổ phiếu chứ, đúng không ạ? Đó, thị trường trong cái giai đoạn hiện tại có phải là nó đã bước vào một cái giai đoạn đẩy giá rồi, khi mà chính thức nó bứt thoát khỏi cái vùng đỉnh 1080 và nó lại bứt phá ra khỏi cái vùng 1120 đúng không anh chị? Nó đã chính thức bước vào một cái giai đoạn đẩy giá rồi, sau một cái quá trình mà nó tích lũy đi ngang nè, đâu đó 6 tháng trời, một cái giai đoạn tích lũy rất là lớn của thị trường. Một cái giai đoạn tích lũy rất là lớn của thị trường đó, và nó đã chính thức bước vào một giai đoạn đẩy giá rồi. Và khi mà đi lên các diễn đàn á, thì vẫn có rất là nhiều nhà đầu tư họ vẫn mong chờ thị trường nó quay trở lại, nó lắp ráp, hoặc là họ kỳ vọng cái họ em không biết á, là nhà đầu tư đó có đánh phái sinh không đó, tức là họ đang ôm sọt đấy anh chị. Đó, cứ kỳ vọng là thị trường nó sập rồi, kỳ vọng thị trường về 1.000 để mà còn giải ngân đó, thì khi mà
anh chị em. Trong cái giai đoạn đó, anh chị em cứ hô thị trường sập thì thị trường nó cứ tiếp tục đi lên, nó cứ tiếp tục tăng. Đó, nó cứ tiếp tục tăng như thế. Và anh chị em thấy trong cái phiên vừa rồi á, phiên thứ 6, thị trường nó đã chính thức bước vào một cái giai đoạn tăng khi mà đóng cửa ở một cái mức điểm cao nhất trong ngày, tăng hơn 13 điểm và với một cái thanh khoản nó có sự cải thiện, đúng không ạ? Nó đã chính thức bước vào một cái giai đoạn tăng khi mà cho được rất là nhiều điểm mua đối với những cái cổ phiếu. Và trong cái giai đoạn sắp tới đi thì liệu thị trường nó sẽ vận động như thế nào vậy em? Anh chị em thấy nè, khi mà thị trường đi lên á, nó liên tục tạo ra những cái mẫu hình gì anh chị? Mẫu hình nền giá chồng lên nhau. Đây chính là một cái mẫu hình nền tảng rất là chắc chắn anh chị. Bởi vì sao? Những cái vùng nền tảng này là những cái vùng gì? Nó tích lũy, nó hấp thụ lại. Đây chính là những cái vùng nền tảng của tổ chức họ gom hàng, có thể gọi đây là cái vùng giá vốn của tổ chức. Thì khi mà nó, nếu như mà nó có sập đi, nó có rơi đi anh chị, thì liệu tổ chức á, nó có để nó rơi sâu không ạ? Đấy, có thể anh chị em thấy nè, nó có rơi sâu xuống đây, nó có rơi sâu xuống dưới đây được không anh chị? Nó rơi sâu về tới cái vùng nền dưới đây không ạ? Đấy, tổ chức nó đã đổ tiền vào rồi, những cái phiên này nè, tổ chức nó đổ tiền vào để mà nó đánh cổ phiếu lên rồi. Đó, trong cái giai đoạn mà nó bứt phá ra khỏi cái vùng 1080 á, nó đã đổ tiền vào rất là lớn rồi. Không lẽ giờ nó lại để cho cái thị trường nó rơi về tới cái vùng 1000, rơi tới cái vùng 1000 ở bên dưới hả anh chị? Không có đâu. Bởi vì sao em biết chắc như vậy? Bởi vì á, khi mà tổ chức á, nó đổ tiền lên rồi, nó đổ tiền vào thị trường, nó đổ tiền vào cổ phiếu rồi á, thì nó chỉ kỳ vọng thị trường nó đi lên thôi. Và khi á, thị trường nó đảo chiều đi, nó sẽ không để thị trường rơi sâu. Nó giống như cái giai đoạn 2021 nè. Có phải là thị trường uptrend á, nó liên tục là những cái pha mở gáp không anh chị? Đây nè, mở gáp nè, đó. Rồi đi lên nè, lại mở gáp. Đây nè anh chị, mở gáp nè đúng không ạ? Mở gáp nè, nó có quay lại lắp gáp không? Không, liên tục là những cái pha đi lên nè. Đoạn này á, nó mở gáp, nó kéo rướng. Đó, nhưng mà thanh khoản nó không cải thiện. Thì ok, nó quay lại, nó lắp. Sau đó là những cái phiên liên tục nó kéo, nó tăng điểm rất là mạnh. Đó, đúng không ạ? Nó có quay về lắp gáp không? Và những cái phiên điều chỉnh cả chục điểm gì nè, có quay về lắp gáp không anh chị? Hay có quay về xuống dưới cái vùng giá đâu đó 780 không? Để mà lắp gáp không anh chị? Không có, đúng không ạ? Bởi vì nó đã bước vào một cái giai đoạn đẩy giá rồi. Dòng tiền đoạn này nè, anh chị thấy nè, nó dồi dào không anh chị? Liên tục là những cái phiên mà đổ tiền vào. Đó, dòng tiền liên tục đổ vào rất là quyết liệt, rất là mạnh mẽ như vậy. Đó, thì liệu nó có để cái chỉ số nó rơi sâu không ạ? Đó, và trong cái giai đoạn đó thì rất là nhiều cổ phiếu, nhất là những cái cổ phiếu bằng chứng thép nè, những cái cổ phiếu đang nằm trong top sóng ngành trong cái giai đoạn 2020-2021 đó, thì anh chị thấy nó tăng rất là kinh khủng, nó tăng mà không thể kiểm soát được luôn anh chị. Nó tăng x10 luôn đấy, những cái cổ phiếu lát nữa em sẽ cho anh chị thấy, nó tăng x10 luôn à. Và anh chị quay trở lại với thị trường chung nè, những cái đoạn gap này á, nhiều nhà đầu tư á, vẫn cứ kỳ vọng là nó sẽ quay về nó lắp, nhưng mà sao? Riêng em thấy trong cái giai đoạn mà anh chị kỳ vọng nó quay về nó lắp gáp đi thì sao? Thì hãy tìm ra những cái điểm mua, mình tìm ra cơ hội đi. Mình ví dụ đi, mình đang cầm tiền mặt quá nhiều đi thì sao ạ? Mình hãy dành thời gian để mà mình tìm cơ hội để mà mình tham gia cổ phiếu, chứ mình hô sập để làm gì anh chị? Đúng không ạ? Mình hô sập á, có khi á anh chị sẽ bỏ lỡ cả một cơn sóng, và đó chính là cái giai đoạn mà anh chị đã bỏ lỡ cái cơn sóng đó rồi. Đó, và cái phiên này nè, nếu như mà trong cái phiên thứ 6 vừa qua anh chị em nếu mà không tham gia được thị trường á, thì trong cái giai đoạn tuần sau chắc chắn anh chị em sẽ phải tham gia vào những cái cổ phiếu mà ngày hôm nay em đề cập với anh chị khi mà nó có tín hiệu mua. Và đối với thị trường trong cái giai đoạn sắp tới đi, giai đoạn tuần sau, anh chị quan sát giúp em, thì trong cái video trước đó em cũng đã chia sẻ rồi, cái móc kháng cự nè, đúng không ạ? Cái móc kháng cự khi mà thị trường á, nó tạo gáp, tạo ráp đao anh chị, từ cái vùng 1.200 cho tới cái vùng 1.085, 1.900, đúng không ạ? 1.190, đó. Thì đây chính là cái vùng kháng cự mạnh đối với thị trường trong cái giai đoạn sắp tới. Và nếu như thị trường có dấu hiệu nó đi ngang trong cái giai đoạn này đi và nó hấp thụ được, thì sao ạ? Những cái vùng giá tiếp theo nó sẽ tiếp tục chinh phục, nhất là những cái vùng đỉnh 1.300 đối với cái thị trường. Đặc biệt á, khi mà thị trường á nó vẫn chưa chạm đến cái vùng đỉnh 1.300 thì rất là nhiều cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán nó đã cho thấy cái xung lực mạnh, đúng không ạ? Những cái cổ phiếu như VCI nè, SSI rồi HCM, những cái cổ phiếu như
SHS nó đã cho thấy được cái dấu hiệu vượt ra khỏi cái vùng đỉnh 1.300 rồi, thì các cổ phiếu đó nó sẽ là động lực để mà thị trường vượt ra khỏi những cái vùng kháng cự này và tiến đến cái vùng đỉnh 1.300. Nhưng mà đối với một nhóm ngành thôi thì nó sẽ không có đủ, và sắp tới em sẽ chia sẻ với anh chị em về các nhóm ngành khác khả năng nó sẽ vào sóng cực mạnh giống như các cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Đặc biệt những cái cổ phiếu này, những cái nhóm ngành này nó đang tạo ra mẫu hình của thị trường. Mẫu hình của thị trường là mẫu hình gì anh chị? Mẫu hình nền giá chồng lên nhau, đúng không ạ? Đấy, nền giá chồng lên nhau, thì lát nữa đi em sẽ phân tích và cập nhật cho anh chị về các cổ phiếu đó. Nên là và trong cái giai đoạn sắp tới thị trường nếu như mà muốn tiến được đến những cái vùng giá tiếp theo thì nó sẽ phải chinh phục những cái vùng kháng cự, đúng không ạ? Thì em sẽ không phân tích quá nhiều về cái thị trường đâu, em không có đi dự đoán về thị trường mà em chỉ lên kịch bản đối với cái thị trường chung. Anh chị em thấy nè, nếu như mà sắp tới nó tiến được đến cái vùng này đi thì cái kịch bản mà mình có thể đặt ra là thị trường nó sẽ loanh quanh những cái vùng 1.200 này đó. Và khi đó nó có những cái dấu hiệu tích cực đi, các nhóm ngành liên tục nó bứt phá khỏi, nó liên tục được dòng tiền đổ vào và dòng tiền trên thị trường nó liên tục tăng lên đi, thì sao anh chị? Thì cái mốc 1.200 này quá dễ dàng để mà thị trường bứt phá. Còn ví dụ đi, sau cái phiên này mà nó có áp lực điều chỉnh đi anh chị, trước khi mà nó tiến được đến cái vùng 1.200, nó có áp lực điều chỉnh đi, thì nó sẽ lại tiếp tục đi ngang sideways. Nhưng mà cái kịch bản đó nó sẽ khó xảy ra hơn. Bởi vì sao? Cuối phiên á, anh chị thấy dòng tiền nó đã bắt đầu đổ vào rất là nhiều rồi anh chị. Nó đổ vào rất là nhiều và cho rất là nhiều điểm mua đối với những cái cổ phiếu. Nên là về cái kịch bản mà thị trường nó khi mà nó nổ lên á, nó lại điều chỉnh á, thì cái kịch bản đó nó vẫn có xảy ra. Nhưng mà em vẫn chú tâm hơn đối với cái việc mà thị trường nó sẽ hấp thụ cái vùng đỉnh 1.200 này và nó bứt phá đi lên. Ok chứ anh chị? Đó, thì đó là cái kịch bản đối với thị trường chung. Nếu mà anh chị em nào quan tâm thì bây giờ mình sẽ đi vào phân tích đối với các cổ phiếu. Đặc biệt ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị em về cái cách nhận diện các cổ phiếu mà nó sắp bước vào giai đoạn sóng. Đó, cái nhóm ngành sẽ có sóng trong giai đoạn sắp tới và em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái cách nhận diện sóng ngành. Đó, anh chị nghe thấy hay không? Đó, anh chị thấy hay thì like cái video này đi. Đấy, hoặc là nếu như mà sắp tới anh chị em không biết đánh vào cái cổ phiếu nào thì tranh thủ tham gia vào nhóm cộng đồng đi. Cái nhóm đó em để cái đường link bên dưới, anh chị tranh thủ tham gia vào để mà còn nhận được những cái điểm mua sớm nhất, đúng không ạ? Nếu như mà anh chị em đã lỡ cái điểm mua ở những cái phiên thứ 6 rồi thì tranh thủ tham gia vào đi. Trong cuối tuần này em sẽ cập nhật những cái chiến lược để mà anh chị em đón sóng trong cái giai đoạn tuần sau. Nên là nếu mà anh chị em vào muộn đi, anh chị em vào sâu đi, thì anh chị em sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội trong cái giai đoạn tuần tới nha anh chị. Đó, thì em cũng nói rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào phân tích nhóm ngành đi. Trước hết đó là mình sẽ đi vào phân tích nhóm chứng khoán anh chị. Nhóm chứng khoán nè, thì ngày hôm nay có cái cổ phiếu CTS đúng không ạ? Cái cổ phiếu CTS nó cho thấy được là cái xung lực rất là mạnh. Rất là nhiều người bảo á, nhóm ngành chứng khoán nó hết chu kỳ rồi. Nó hết chu kỳ rồi, nó tăng mạnh quá rồi. Nó chuẩn bị phân phối rồi đấy em. Nhưng mà sao? Sau cái phiên này á, liệu ai còn nói cái nhóm ngành chứng khoán nó phân phối không anh chị? CTS nè, không phải chỉ riêng CTS mà còn cổ phiếu AGR nè. Có ai bảo nó phân phối không? Tăng 4%, tăng với một cái mức điểm cao nhất trong ngày và một cái khối lượng hoàn toàn tuyệt đối anh chị. Hoàn toàn thuyết phục, đúng không ạ? Đó. Những cái cổ phiếu CTS nè, em phân tích CTS nè. Đối với cổ phiếu CTS á, thì đối với hệ thống của em đã có hàng từ những cái phiên 16 tháng 6 nè. Mua xong tưởng về cắt lỗ anh chị à. Mua xong tưởng về cắt lỗ luôn anh chị. Anh chị không tin, em chia sẻ nè. Cái này VDS anh chị. VDS. CTS á, thì bên hệ thống khách hàng của em thì em sẽ không có công khai trên video. Thì anh chị em tưởng tượng đi. Đó. Em mua ngay cái phiên 16 tháng 6 này nè, khi mà thanh khoản nó có sự cải thiện so với những cái phiên trước đó, đúng không ạ? Nó bùng nổ đi lên nè. Mua xong cái phiên này á, hàng chưa về, em cứ nghĩ là cổ phiếu thôi xong rồi, chắc mua về cắt lỗ thôi. Bởi vì sao? Em hay cắt lỗ lắm anh chị. Đó, và những cái điểm mua đầu tiên của em á, là những cái điểm mua là gọi là thăm dò cổ phiếu. Nên là những cái điểm cắt lỗ này em không quan tâm. Nhưng mà sao? Mua xong những cái phiên này á, đó, hàng về cái có lãi anh chị.
trời ơi không tin luôn, mua xong cái phiên này tưởng về cắt lỗ mà giờ nó có lại, lại bắt gồng lãi tiếp anh chị. Và sau phiên này nè, nó bùng nổ đi lên. Đây là cái phiên mà em gia tăng cổ phiếu CTS nè. Đó, và kết phiên thứ 6 vừa qua, em lại gia tăng ngay cái phiên này nữa. Đó, và nếu như sắp tới liên tục là những cái phiên mà dòng tiền đổ vào đi, đổ vào mạnh đi, có thể là dòng tiền nó không mạnh như phiên này đâu, nhưng mà cái biên độ giá của nó tăng tuyệt đối đi, thì sao anh chị? Chính thức bước vào một giai đoạn đẩy giá rồi, chính thức bước vào một giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu CTS rồi đó. Và khi một cổ phiếu nằm trong top sóng ngành nó đã bước vào một cái giai đoạn đẩy giá rồi, thì những cái cổ phiếu trong cái sóng ngành này nó cũng sẽ bị gì anh chị, bị lôi kéo theo. Nó gọi là dòng tiền thông minh, nó lôi kéo nhau đó anh chị. Giống như là cái tổ chức lái CTS nè, nó bắt đầu nó đổ tiền vào, nó đẩy giá rồi. Những cái thằng tổ chức á, của nhóm ngành chứng khoán và những cái thằng tổ chức khác của các cổ phiếu khác, của các cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán á, nó cũng thấy được là CTS này nó chạy rồi, bây giờ mình không chạy thì có phải là quá là kỳ không anh chị? Bởi vì tụi nó đi lên là theo sóng ngành đó, mà sóng ngành đi lên á, thằng tổ chức này nó kéo rồi thì những cái thằng tổ chức kia nó cũng phải kéo. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì nó không kéo á, thì có phải á, thằng tổ chức này á, nó sẽ bị chững lại không? Mà khi á, những thằng khác á, nó tạo ra một cái gì anh chị? Tạo ra sự FOMO đối với những thằng tổ chức đó. Em lấy ví dụ cho anh chị em thấy nè, những thằng CTS nè, trong cái giai đoạn mà nó chạy nước rút nè, đúng không ạ? Đó, những cái giai đoạn mà nó chạy nước rút CTS thì không rõ đâu anh chị. VND đi, đây nè, giai đoạn mà cổ phiếu nó chạy nước rút nè. Đó, những cái thằng này nè, khi mà nó bắt đầu chạy một phát nè, thì sao? Những thằng SSI nó cũng chạy theo nè. Đó, trong cái giai đoạn mà đây nè, đúng không anh chị? Đó, vừa bứt phá khỏi cái vùng đỉnh cái là nó chạy, vừa bứt phá khỏi cái vùng đỉnh cái nó chạy nè. Đó, bước vào một giai đoạn chạy nước rút. À, những thằng VCI nè, cuối 2020, đúng không anh chị? VCI nè, cuối 2020, đâu rồi? Đây nè anh chị, đúng không ạ? Những thằng như VND nè, rồi SSI nè, nó chạy. Cái thằng VCI chạy luôn anh chị. Nó tạo ra gì anh chị? Nó tạo ra sự FOMO giữa những cái thằng tổ chức. Và khi á, mà những cái thằng tổ chức á, nó FOMO lẫn nhau á, nó đều kéo giá cổ phiếu đi lên. Đó, thì trong cái giai đoạn hiện tại á, đối với cái cổ phiếu CTS nè, nếu như mà sắp tới nó bùng nổ đi lên tiếp đi, thì anh chị em có hàng ở những cái phiên, ví dụ đi, hệ thống khách hàng của em có hàng ở phiên 16 tháng 6 này đi, đã gia tăng 2 phiên rồi, thì bây giờ chỉ việc gồng lãi thôi, không cần phải tham gia thì không cần phải tham gia đối với cái cổ phiếu này nữa. Và đối với cái cổ phiếu CTS á, là em đã chia sẻ với nhà đầu tư tham gia vào đối với cái cổ phiếu này. Nếu mà anh chị em chưa có hàng đi, tham gia vào ngay cái phiên này, nó tăng trần luôn anh chị. Đó, và mình đánh cược anh chị, nếu như mà sắp tới nó vào sóng thì anh chị em sẽ ăn to. Giống như cái cổ phiếu HDC nè, đâu có ai nghĩ á, cổ phiếu nó vào sóng đâu. Mà khi mà em thấy á, khi mà dòng tiền nó bắt đầu có sự cải thiện rồi á, thì đây chính là cái điểm mua của hệ thống của em nè. Và không phải chỉ là hệ thống đâu, mà em chia sẻ công khai cho nhóm khách hàng luôn anh chị. Hệ thống á, thì sẽ được mua trước đối với cái cổ phiếu HDC này. Hệ thống á, mua đâu đó khi mà cổ phiếu nó vẫn chưa trần như vậy đâu. Đó, là em báo trước đâu đó mấy chục phút đó, thì qua tới bên cộng đồng là em mới báo cho anh chị em tham gia. Thì lúc đó là cổ phiếu nó đã tăng trần rồi, nhưng mà nó vẫn cho mình khớp lệnh anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mới có phiên sáng thôi. Và em nhớ nè, HDC đâu, đây nhóm cộng đồng. Nhớ, anh chị thông cảm về cái nhóm hệ thống khách hàng của em á, thì em sẽ không có cập, em không có công khai được trên video. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là nó không còn bí ẩn nữa anh chị, đúng không ạ? Nó gọi là cái quyền riêng tư đối với hệ thống đó. Giống như cổ phiếu HDC nè, đó, HDC là em chia sẻ nè, khi mà cổ phiếu tăng trần nè, là mới có phiên sáng thôi anh chị, nó chưa tới 10 giờ nữa, mở phiên đâu đó chưa một tiếng nữa là cổ phiếu tăng trần, nó nổ, là em đã báo với anh chị em tham gia rồi đó. Và cổ phiếu HDC nè, mua ngay phiên này á, lãi đâu đó cả chục phần trăm, 30% rồi anh chị. Và liên tục khi mà hàng về nè, mua ngay phiên này đúng không anh chị, hàng về cái em bảo anh chị gia tăng luôn, gia tăng ngay cái phiên này luôn, và hiện tại đã có lãi. Nếu như mà tính luôn cả gia tăng á, thì hiện tại lãi đâu đó cũng gần 20% rồi anh chị. Đó, một cái mức lãi không thể nào quá tốt hơn, khi mà trong cái giai đoạn thị trường vẫn đang FOMO á, mà vẫn xuất hiện điểm mua như vậy thì quá tốt đúng không anh chị. Và quay lại nè, cổ phiếu CTS nè, nếu như mà sắp tới nó mà nổ lên thì sao anh chị? Lụm ngay cho em.
Đó, nếu mà anh chị em nào chưa có hàng, ví dụ đi, lỡ cái điểm mua này rồi, thì giai đoạn sau, nếu như mà nó cho mình mua đi, mua, đó, nhưng mà phải quản trị rủi ro nha anh chị. Bởi vì khi mà cổ phiếu nó càng lên cao á, thì anh chị nhất định phải quản trị rủi ro. Giống như cổ phiếu VDS nè. Đâu rồi? VDS. Đó. Có phải nó đang chạm đỉnh 52 tuần đúng không anh chị? Đây nè, cổ phiếu nè. Chạm đỉnh 52 tuần nè. Và những cái cổ phiếu khi mà nó chạm đỉnh 52 tuần á, nó sẽ mất thời gian để nó hấp thụ. Và anh chị em thấy nè, cái khối lượng của nó ngày càng cạn lại, nó đang cho dấu hiệu hấp thụ. Và cổ phiếu VDS á, anh chị thấy sắp tới mà nhóm ngành chứng khoán nó mà vào sóng đi, cái đỉnh 52 tuần này nó sẽ vượt luôn. Bởi vì sao? Những cái thằng chứng khoán là những cái thằng nó đã vượt hầu hết á, các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán nó đều vượt cái đỉnh 52 tuần của nó rồi. SHS nè. Đó, đỉnh 52 tuần đang chạm, đang tiệm cận đúng không anh chị? Đó, những cái thằng SHS cũng vậy nha anh chị. Nếu như mà sắp tới nó cho điểm mua, tức là nó nổ lên đi. Đó, đây là chính là cái phiên mồi tiền nè. Đây chính là cái phiên mồi tiền nè, đúng không anh chị? Thì sau đó nếu như mà nó nổ lên á thì anh chị mua cho em. Nếu như mà cái đoạn này nè, anh chị đã có hàng rồi. Gia tăng nè. Sắp tới có hàng, gia tăng tiếp cho em và sau đó là ngồi im gồng lãi thôi anh chị. Ngồi im gồng lãi thôi. Đó, thì đó là chiến lược nếu như mà mình đánh vào các cổ phiếu chứng khoán này, hoặc là những cái cổ phiếu như VCI nè, đúng không ạ? Vượt đỉnh 52 tuần nè, hoặc là HCM nè. Đó, vượt đỉnh 52 tuần nè. Rồi những cái cổ phiếu như AGR nè, đỉnh 52 tuần nè, vượt rồi đúng không anh chị? À, những hàng như là SSI nè, 52 tuần nè, vượt luôn đúng không anh chị? Đó, thì những cái cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán này hầu hết á là đang tiệm cận đỉnh 52 tuần, hoặc là đã vượt đỉnh rồi. Thì nếu như mà nó vào sóng đi thì anh chị em hãy đánh thật mạnh vào những cái cổ phiếu này. Đó, giống như em vừa chia sẻ, nếu như mà nó vào sóng, một cổ phiếu thôi mà nó vào sóng thì nó sẽ tạo ra gì anh chị? Tạo ra sự FOMO giữa những cái thằng tổ chức đang nắm giữ cái cổ phiếu đó. Ví dụ đi, em là lái đối với cái cổ phiếu CTS đi, và em đã bỏ tiền vào đối với cái phiên thứ 6 này rồi, và phiên sắp tới đầu tuần nè, em lại đổ tiền vào thêm nữa, thì sao anh chị? Là vào sóng đúng không ạ? Thì những cái thằng như là thằng tổ chức A, thằng tổ chức B, thằng tổ chức C đi, nó thấy em nó đẩy giá cổ phiếu lên rồi, thì nó có đẩy không anh chị? Nó phải đẩy đúng không ạ? Để làm gì? Để mà nó còn kết thúc chu kỳ, nó còn phân phối cổ phiếu. Giống như cổ phiếu VCI nè. VCI giai đoạn trước nè, nó kéo nè, đúng không ạ? Đây, cuối năm nè, 2020, nó kéo lên một đoạn. Để làm gì? Phân phối cổ phiếu nè, nó đạp trở về cái vùng giá vốn nè. Đó, lại set up một cái giai đoạn mới. Đấy, chạm về cái vùng giá vốn, set up một cái giai đoạn mới để mà bước vào một giai đoạn tăng. Thì lúc đó mình sẽ tính sau. Nhưng mà cái giai đoạn này, cổ phiếu nó đang nằm ngay chân sóng của một đợt sóng thần, của một đợt chạy nước rút. Đó, và em chia sẻ với nhà đầu tư á, là những cái đợt chạy nước rút này nó sẽ không dưới 30% đâu, anh chị yên tâm. Đó, 40%, đúng không ạ? Hoặc là những cái giai đoạn này nè, chạy nước rút nè. Đây, đúng không ạ? Những cái điểm mua nè. Đó, bao nhiêu anh chị? 40%, nó không dưới 30% đâu. Nên là anh chị em đánh được cái giai đoạn này rồi thì phải nắm thật chặt đối với cái cổ phiếu mình đã mua ở những cái vị thế bên dưới nè. Ví dụ đi, VCI cũng vậy luôn nha anh chị. VCI cái phiên thứ 6 nó đã có một cái dòng tiền, nó đã đổ vào đối với cái cổ phiếu rồi. Nó đã có một cái sự cải thiện về thanh khoản. Sắp tới đi, sắp tới nó mà nổ lên á thì anh chị lụm ngay cho em. Đó, nếu mà anh chị em chưa có hàng đi thì lụm ngay. Nhưng mà anh chị em lưu ý nha, giai đoạn hiện tại á là giai đoạn mua cao rồi anh chị. Mà mua cao thì sao anh chị? Mua cao thì phải quản trị rủi ro. Và cái cách đó mà em quản trị rủi ro tốt nhất là đối với những cái điểm mua đầu tiên á, mình phải mua thăm dò. Những cái điểm mua thăm dò đó là những cái điểm mua mà mình có thể chấp nhận mất được. Ok chứ anh chị? Mình chấp nhận mất được. Và đối với anh chị em nào mà chấp nhận rủi ro cao đi, mình chịu được rủi ro cao mà mình muốn ăn thật to đi, mình muốn chịu rủi ro cao mà mình cũng chịu rủi ro cao thì sao anh chị? Thì mình đi vốn lớn. Đó, thì tùy vào cái mức độ chịu rủi ro của anh chị thì anh chị sẽ giải ngân với một cái tỷ trọng phù hợp với mình. Đó, riêng em á thì đã có những cái cổ phiếu VCI từ những cái phiên này nè. Đó, 16 tháng 6 đúng không anh chị? Đó, hệ thống của em đã có cổ phiếu VCI từ cái phiên 16 tháng 6 này. Đó, và hiện tại vẫn đang nắm giữ cổ phiếu. Đây là phiên gia tăng nè, đúng không ạ? Hàng về, cái lại, gia tăng. Đó, và hiện tại vẫn đang cầm và chờ những cái điểm gia tăng tiếp theo thôi.
nếu như mà tuần sau nó nổ lên thì sao anh chị? Lụm ngay cho em. Nhưng mà đối với anh chị em nào mà chưa có hàng á, thì hãy cẩn trọng đối với cái việc mua mới nha. Đó, thì tùy vào cái mức độ chịu rủi ro của anh chị cứ chơi. Biết á, là sắp tới nó sẽ bước vào một giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu đấy. Nhưng mà sao? Mình vẫn phải cẩn thận anh chị. Bởi vì thị trường nó luôn đúng. Mình đừng có nghĩ là mình lên thị trường á, mình lúc nào cũng đúng anh chị. Thị trường nó luôn đúng. Nó sẽ không cho, nó sẽ không phải là lúc nào nó cũng diễn ra theo đúng cái kịch bản của mình. Nên là mình hãy chuẩn bị thật là nhiều. Đó, thật là nhiều. À, tức là mình hãy chuẩn bị thật là kỹ anh chị. Nhầm, em... Mình phải chuẩn bị thật là kỹ đối với những cái kịch bản đó. Ví dụ đi, nếu như mà nó không có đi đúng kịch bản thì sao? Là phải quản trị rủi ro. Đó, là phải quản trị. Đối với cổ phiếu VCI nè, đó mà nó nổ lên đi là nó vào sóng. Giống như những hàng CTS nè, AGR nè, đúng không ạ? AGR đã có một cái sự cải thiện về thanh khoản. Thì nếu như mà sắp tới nó vượt đi, nó nổ lên thì sao anh chị? Tiếp tục nổ lên thì nó vào sóng. Ok chứ anh chị? Và AGR á, thì hệ thống của em đã có hàng rồi. Hàng ngay cái phiên này nè. Em nhớ lúc đó là cái phiên 16 tháng 6. Em nhớ kỹ lắm anh chị. Là cái phiên á, mà mua đuổi anh chị. Đó, nhiều cái cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán nổ lên. Xong rồi cuối phiên nó bị rút đầu lại. Đó, và mua sóng phiên này nè. Cứ tưởng là bị cắt lỗ anh chị. Nào ngờ mua xong rồi. Đó, hàng về. Vừa đúng hàng về. À, vẫn chưa lỗ. Mới lỗ nhẹ thôi. Đó, vẫn cứ cầm. Vẫn chưa bị lỗ. Đó, mua về nè. Nó hồi lên tí, đúng không ạ? Rồi sau đó thì sao? Nó vào sóng luôn. Đây là gì anh chị? Đây là điểm gia tăng. Đó, mua xong nè, gia tăng chỗ này. Đó, và hiện tại là vẫn đang nắm giữ. Và nếu như anh chị em nào đang nắm giữ đối với cái cổ phiếu chứng khoán đi, nắm giữ thật chặt cho em. Bởi vì sao? Giai đoạn này á là giai đoạn mà anh chị em phải thật sự bình tĩnh, phải thật sự kiên nhẫn. Đó, nhiều anh chị thấy á, các cổ phiếu bất động sản nó ở kênh dưới đi, nó nổ lên, nó có sự phục hồi đi. Đó, lại bán cổ phiếu chứng khoán ra, rồi lại mua cổ phiếu bất động sản. Thì hôm nay nè, nó nổ lên, phát, cái bị mất hàng. Đó, hoặc là những hàng CTS nè, có chị hỏi là thấy nó đi ngang hoài, có bán nó ra không? Mà chị đó đang lãi đâu đó tầm mười mấy phần trăm lận anh chị. Nó một cái khoản lãi không nhỏ, thì ví dụ đi, nó sàn một cây đi, thì ít ra mình vẫn còn lãi đúng không ạ? Nó sàn thì mình bán. Đó, còn bây giờ nó đi ngang nó có bị gì đâu. Nó giống như cái việc mà anh chị em có một cô vợ đi. Cô vợ đó hiền khô anh chị, không có làm sai, không có làm sai hay không có phá phách gì hết. Nhưng mà sao? Thấy cổ không có làm gì hết. Cái tự nhiên là mình chán, mình ly hôn. Cái tự nhiên vừa ly hôn xong cái nó nổi lên. Đó, thành một cái hiện tượng gì đó, thành một cái siêu sao nổi tiếng đi, rồi bắt đầu nuối tiếc. Đó, giống như CTS nè, anh chị em thấy nè, cái cô vợ hiền khô nè, đó, anh chị, ví dụ đi, thấy nó đi ngang nè, anh chị bán một phát, cái nó nổ lên, thành siêu sao, rồi xong, mất vợ, đó, thì đó, anh chị em, khi mà anh chị em đã có hàng rồi, giống như anh chị em đang có vợ, mà vợ, anh chị em không chăm sóc, thì sao, anh chị em không chăm sóc, mà anh chị em lại đi lo cho vợ của hàng khác, thì sao anh chị? Thì tới một lúc nào đó, vợ của anh chị cũng sẽ bỏ anh chị theo thôi. Đó, anh chị chán vợ của mình nè, bán xong cái, nó ngon. Lại những cái thằng khác, nó lại địa vợ của anh chị. Đó, có chán không? Đấy, thì đó là đối với một số cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Em chia sẻ thật lòng với nhà đầu tư. Bởi vì sao? Những cái cổ phiếu này, nó sẽ bước vào một giai đoạn tăng mạnh trong cái giai đoạn sắp tới. Và đặc biệt, những anh chị nào có hàng, hãy nắm giữ thật chặt đối với những cái cổ phiếu này. Đó, rồi tiếp theo sẽ là cái cổ phiếu tiếp theo sẽ là nhóm ngành mà em bảo là sắp tới nó sẽ vào sóng. Nó có thể nha chị, nó có thể sẽ vào sóng đối với nhóm ngành chứng khoán, như nhóm ngành chứng khoán anh chị. Đó, anh chị chú ý, đó chính là nhóm ngành không phải bất động sản anh chị, mà là bất động sản khu công nghiệp. Bởi vì sao em nói vậy vậy anh chị? Bất động sản khu công nghiệp nè. Những cái cổ phiếu như GVR nè, mạnh không anh chị? GVR nè, mạnh không? Mặc dù là nó vẫn đang nằm ở kênh dưới, nó nằm ở bên dưới đỉnh 52 tuần. Nhưng mà anh chị em thấy, nó vận động y chang thị trường chung không anh gì? Vận động y chang luôn. Đó, đi lên nè, thị trường nè, đi lên xây nền. Đấy, xây nền nè, đúng không ạ? Rồi xây nền nè, đó. Những cái thằng như là GVR nè, nó vận động y chang thị trường chung. Nó cũng xây nền nè, rồi đi lên xây nền nè.
đi lên xây nền nè, nó nổ, nó chững lại và có những cái phiên kiệt quệ về thanh khoản. Những cái phiên này á, em chú ý với nhà đầu tư nè, anh chị em thấy nó tạo ra một cái vùng biên chán nản nè, và anh chị em chú ý giúp em nha. Sắp tới á, mà nó nổ lên một phát đi, nó nổ lên đâu đó một cái thanh khoản mà nó trên đâu đó tầm khoảng 5 triệu đi, 5 triệu cổ thì sao? Là nó sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó. Nó giống như cái hàng KBC ngày hôm nay nè anh chị. Đi lên xây nền rất là chặt chẽ đúng không ạ? Và tự nhiên ngày hôm nay nó nổ. Thì đối với cái cổ phiếu KBC nè anh chị em thấy, trước khi mà những cái giai đoạn nó nổ á, có phải là đây chính là những cái phiên kiểm tra cung cầu không anh chị? Đó, và đây chính là gì anh chị? Những cái phiên kiểm tra cung cầu trước khi mà nó nổ lên nè. Đó, và em đã chia sẻ nhà đầu tư rồi. Chú ý đối với cái cổ phiếu KBC này. Và không phải chia sẻ đối với hệ thống khách hàng thôi đâu, mà đối với hệ thống cộng đồng nè, em cũng chia sẻ luôn. KBC này đúng không anh chị? KBC đâu rồi? Ngày hôm qua nè, là khi mà nó mới có mới gần 10 giờ thôi, mới gần 10 giờ thôi anh chị. Thanh khoản nó vẫn chưa nổ nhiều như vậy đâu, nhưng mà em đã chú ý với nhà đầu tư rồi. Cổ phiếu này á, nó đang cho cái mẫu hình của thị trường, và sắp tới nếu như mà nó nổ lên á là anh chị lấy được. Đó, chú ý KBC nha anh chị. Và sao? KBC nè, hôm nay nổ vào được nha anh chị. Đó, và đu ngay cái phiên này luôn. KBC nè. Đó, mà mua xong không biết có cắt lỗ không anh chị. Đó, thì sắp tới là anh chị cứ theo dõi cổ phiếu ha. Đó, cắt lỗ thì thôi, chấp nhận, đúng không ạ? Thì mình biết được là cổ phiếu này nó yếu, nhưng mà sao? Về cái tỷ lệ mà cắt lỗ sẽ thấp. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì cái cổ phiếu KBC nó nằm trong sóng, nó đang nằm trong nhóm bất động sản khu công nghiệp, mà bất động sản khu công nghiệp á, nó đang có hàng GVR, nó đang dẫn sóng luôn anh chị, nó dẫn rất là mạnh. DTD á, thì nó đã vượt ra cái vùng đỉnh 52 tuần trước đó rồi, nó đang tiệm cận. Hàng này thì quá siêu rồi, từ những cái vùng này em đã chia sẻ với nhà đầu tư tham gia rồi đó. Thì hiện tại á, mình hãy tập trung vào những cái cổ phiếu nào nó đang vận động giống nhau. Thì anh chị em thấy nè, hàng GVR nè, nó nổ lên nè, đó, nó lại tích lũy, nó lại xây nền. Thì hàng KBC nó cũng vậy đó. Và nếu như mà hàng GVR có sóng, hàng KBC nó cũng sẽ vào sóng nha anh chị. Đó, KBC nổ lên nè, quá là dứt khoát. Long Hậu thì nó cũng đi lên xây nền thôi. Đoạn này á, nó hơi yếu anh chị, với lại thanh khoản của nó cũng không cao nữa. SJC nè, trong cái nhóm ngành này á, em chú ý với nhà đầu tư á, ba cổ phiếu như là GVR nè, KBC nè, rồi SJC nè. KBC á, thì em đã chia sẻ để mua từ cái phiên thứ 6 rồi. Nếu như mà tuần sau nó nổ lên tiếp đi, anh chị em chấp nhận, anh chị em mua đuổi á, vẫn có thể tham gia. Nhưng mà riêng em á, thì đã mua cao rồi, thì mình phải quản trị rủi ro. Ok chứ anh chị? Đó. Rồi đối với cái cổ phiếu SJC nè, anh chị em thấy nó tạo ra cái mô típ đi lên xây nền, đi lên xây nền rất là chặt chẽ. Và anh chị em thấy một điều á, là những cái vùng nền á, ngày càng siết chặt hơn. Tức là sao? Nó không phải mất nhiều thời gian như cái vùng nền ở bên dưới, đúng không ạ? Đi lên nè, xây nền nè, thu hẹp lại, nền nè, thu hẹp lại nè, nổ lên nè, đó, lại xây nền với một cái nền thấp hơn, và những cái phiên bùng nổ nè, khối lượng vào nè. Đó, thì sao anh chị? Thì đây chính là những cái điểm mua. Đó. Và những cái cổ phiếu này á, nó đang vận động theo cái mô típ hướng lên, nó vận động y chang thị trường luôn anh chị. Thì sao? Thì nó sẽ có sóng. Những cái thằng nào á, mà nó đang vận động theo thị trường, nhất là những cái cổ phiếu cùng một nhóm ngành, thì sao anh chị? Nó sẽ tạo ra sóng ngành đối với cái cổ phiếu. Anh chị em chú ý nha, đây chính là cái kiến thức về cái sóng ngành, nên là anh chị em lấy giấy bút, anh chị em ghi lại những cái cổ phiếu nào á, mà nó vận động theo cái mẫu hình của thị trường, mà nó cùng theo một cái biên độ á, nó đi lên, thì sao anh chị? Thì nó đang vào sóng. Đó, anh chị em cứ nghĩ đơn giản thôi, sóng ngành nó không có gì phức tạp á. Giống như cái cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán nè, nó đi lên từ những cái phiên mà cuối tháng 3 anh chị, VCI nè, cuối tháng 3 đúng không ạ? Là nó bắt đầu vào sóng. Cuối tháng 3, cuối tháng 4 gì đấy là bắt đầu vào sóng đúng không anh chị? Đó, hoặc là những hàng SHS nè, đó, những cái điểm mua nè, tháng 4 nè, đó, là bắt đầu vào sóng. Nó vận động y chang luôn, và hiện tại vẫn đang nắm giữ cái cổ phiếu thôi, lãi được cả 10% đúng không anh chị? Đó, thì để em xem đối với cái cổ phiếu, đối với nhóm khu công nghiệp á, chú ý giúp em ba cái cổ phiếu này. VGC nữa anh chị. VGC á, thì theo em đánh giá cổ phiếu này á, nó đi lên nè, xây nền nè, rồi lại đi lên xây nền nè,
có những cái phiên cải thiện dòng tiền nè, và sắp tới nổ lên thì sao anh chị? Nổ lên thì dứt. Bởi vì sao? Đoạn này nè, nó cho thấy gì? Nó đang test lại nè, đi lên nè, nổ lên, xây nền lại nè, test lại khối lượng thấp dần, đúng không ạ? Có những cái phiên pivot nè, em gọi đây là phiên pivot nha anh chị. Và những phiên này nè, phiên này thì không hẳn là pivot, nhưng mà phiên này á là phiên pivot. Bởi vì sao? Nó đóng nến gần với cái mức điểm cao nhất trong ngày và một cái thanh khoản có sự cải thiện. Cái phiên này á, nó là cái phiên dòng tiền quay trở lại, nhưng mà sao em không có đánh giá nó là cái phiên pivot anh chị? Bởi vì á, đây chính là cái phiên mà nó bị rụt đầu. Mà cái phiên pivot á là cái phiên nó nhất định phải đóng cửa cao nhất, hoặc là đóng cửa gần nhất phiên gần nhất đối với cái phiên đóng cửa, nó phải đóng cửa với một cái mức điểm cao nhất, gần nhất với cái mức điểm cao cao nhất mà nó đạt được. Ok chứ anh chị? Đó, thì đây chính là một cái phiên pivot nè. Nếu như sắp tới nổ á, anh chị chú ý nha, VGC nha. Đó, nhóm khu công nghiệp thì chú ý giúp em bốn cái mã cổ phiếu này. Thì đó là một vài cổ phiếu của nhóm khu công nghiệp ha anh chị. Đó, anh chị em thấy cái video này chất lượng không ạ? Wow, trời ơi, chưa có cái video nào mà nhiều điểm mua tới như vậy. Và đặc biệt á, trong cái giai đoạn tuần sau á, mà nó xuất hiện những cái điểm mua như vậy, anh chị em cứ mạnh dạn anh chị em tham gia, hoặc anh chị em cứ gia tăng đối với những cái cổ phiếu này cho em. Đó, nhất định anh chị em sẽ có lãi. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường đang vào sóng rồi. Đó, hoặc là nếu như mà nó có những cái thông tin tiêu cực đi, những cái thông tin xấu đi, giống như là bắt bớ nè, hoặc là liên quan đến pháp lý gì, giống như là VND nè, hoặc là những hàng như STB vừa rồi, hoặc là họ APEC nè bị bán tháo, đúng không ạ? Thì nó mới làm cho những cái cổ phiếu nó rơi sâu thôi. Còn bây giờ anh chị em cứ tập trung cho em về các điểm mua. Đó, anh chị em cứ thấy cổ nào có điểm mua thì anh chị em cứ chia vốn ra anh chị em mua. Và nếu như hàng về đi, anh chị em thấy cổ phiếu nào nó không có tăng như cái kỳ vọng của mình thì sao? Cứ thẳng tay sút nó đi, cứ thẳng tay chốt lại. Đó, bởi vì em biết được là trong cái giai đoạn tới sẽ rất là nhiều cổ phiếu xuất hiện điểm mua. Và anh chị em nhớ giúp em một điều này, có một câu rất là hay em muốn chia sẻ với nhà đầu tư. Khi mà nước lên á thì thuyền lên, đúng không anh chị? Mà thuyền lên á thì rác rến nó cũng sẽ lên theo. Những cái thứ dơ bẩn, hoặc là những cái thứ mà nó có thể nổi lên khi mà nó nước lên á anh chị, nước sông lên nè, thì sao? Nó cũng sẽ lên theo những con thuyền đó. Thì anh chị phải nhận biết giúp em, giống như là anh chị em đang đứng trên một con bờ đi, anh chị em đang đứng trên cái bờ đi, anh chị em phải nhận thấy được là đâu là rác, còn đâu là thuyền, để mà anh chị em còn leo lên con thuyền đó, đúng không ạ? Bây giờ anh chị em không nhận biết được đâu là rác, đâu là thuyền, anh chị em cứ leo lên đại thì sao ạ? Thì có phải là chết chìm không ạ? Đó, anh chị em leo lên cái đống rác đó thì anh chị em chết chìm đó. Còn nếu như mà anh chị em lên được con thuyền á thì anh chị em sẽ được bến, sẽ đến được cái bến hạnh phúc, bến thịnh vượng đó. Em ví dụ, em lấy một cái vài ví dụ, nó minh họa cho anh chị em dễ hình dung, thì anh chị em biết được á là cái tầm quan trọng của việc mà mình lựa chọn đúng cổ phiếu. Và đặc biệt á, lựa chọn đúng cổ phiếu rồi á thì phải lựa chọn đúng điểm mua giúp em. Không phải là những cái cổ phiếu nào tích lũy á là mình cũng có thể mua được nha anh chị. Bởi vì sao? Trong cái giai đoạn quá khứ này, nếu như mà anh chị em biết á, thì trong cái giai đoạn quá khứ này, có phải á, là giai đoạn mà 2020-2021 là sóng của nhóm gì anh chị? Nhóm băng, trứng thép. Và giai đoạn đó nếu như mà anh chị em đánh vào được đối với những cái cổ phiếu nhóm chứng khoán đi. Em ví dụ nhóm chứng khoán anh chị. Đó, đánh vào nhóm chứng khoán thì anh chị em có phải là có lãi không? Đó, khi mà thị trường đi lên nè. Đó, khi mà thị trường đi lên, tăng kinh khủng khiếp không? Còn khi mà anh chị em đánh vào những cái cổ phiếu nhóm bất động sản trong giai đoạn đó đi, coi có lãi không nha anh chị. Nhóm bất động sản nè, đi ngang tích lũy tới chết luôn. Giai đoạn này nè, đâu đó tầm khoảng tháng 5 đúng không ạ? VND nè, tháng 5, trời ơi, chân sóng thần, tăng bao nhiêu anh chị? Chắc cả 10% đúng không ạ? Đó, trời ơi, gần x2 luôn. Còn đối với cái cổ phiếu đích nè, khi mà thuyền lên á, nước lên, rác rến nó cũng sẽ lên theo. Thì sao anh chị? Giai đoạn này nè, đó, có phải là thị trường tăng đúng không ạ? Và cổ phiếu nó cũng tăng. Nhưng mà sao? Nó đang trong cái giai đoạn tích lũy anh chị ơi. Nó đang trong giai đoạn tích lũy. Thì sao?
cổ phiếu lên á, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là tổ chức nó sẽ đè giá cổ phiếu xuống để mà nó gom hàng. Đó, sau cái giai đoạn này nè, thấy thị trường rũ phát, nó đè phát, trời ơi, giảm cả chục phần trăm. Trong khi đó thằng VND nè, trong cái giai đoạn mà nó nổ lên nè, đó, lên nè, cái khi mà thị trường điều chỉnh, ok, cổ phiếu cũng điều chỉnh phát, xong rồi nó lại hồi lên tiếp anh chị, hồi lên cũng cả chục phần trăm đấy chứ đâu ít đâu, nó rơi đâu đó vài phiên nè, sau đó nè, nổ lên, đúng không ạ? Đó, thì có phải á, nếu như mà mình lựa chọn được con thuyền, thì mình sẽ đến được bến bờ hạnh phúc không anh chị? Còn nếu mà mình lựa chọn cái đống rác thì sao anh chị? Ok, chấp nhận, mình sẽ trôi nổi được thêm vài phút đồng hồ thì sao ạ? Rồi nó cũng sẽ chết chìm thôi. Hoặc là những cái cổ phiếu dịch may nè, trong cái giai đoạn đó như TNG nè. Đó. TNG để em coi, tháng 5 đúng không anh chị? Đây nè, tháng 5 nè. Nước lên thuyền lên đúng không ạ? Đó. Thì sao? Đoạn này nè, sóng lên nè. Không phải anh chị, tháng 5 nè anh chị. Đó. Thì sao? Anh chị mua ở đây vì cái cổ phiếu gì anh chị? Vì cổ phiếu nó vẫn chưa tăng. Mà thị trường nó tăng rồi thì có phải là các cổ phiếu nó cũng sẽ tăng không? Sai nha anh chị, không phải đâu. Đó, anh chị em thấy nếu như mà mình lựa chọn đúng các cổ phiếu đang nằm trong sóng ngành đó, thì có phải là mình đã nắm chắc 80% cơ hội chiến thắng trên thị trường không anh chị? Đó, cổ phiếu này nè, sóng ngành nó có không? Dịch may nè, 2021 nè, nó có sóng không anh chị? Không có sóng thì sao? Cổ phiếu đi ngang tích lũy, có khi là mua ngay điểm này nè, hàng về các cắt lỗ luôn. Lỗ đôi đó cũng mấy phần trăm đó anh chị. Đó. Thì đó là một vài cái chia sẻ của em về cái việc lựa chọn cổ phiếu. Đó, mình lựa chọn đúng cổ phiếu rồi. Đấy, mình lựa chọn không phải trước hết á là mình phải lựa chọn đúng cổ phiếu trước đã anh chị. Đó, mình lựa chọn đúng cổ phiếu rồi á thì khi á mà nó xuất hiện điểm mua, tức là mình tham gia vào, mình đã chọn đúng điểm mua. Đó. Nó cho mình điểm mua thì lúc đó cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó đẩy giá. Hoặc là sao anh chị? Nếu như mà mua xong á mà nó không đẩy giá thì sao? Những cái cổ phiếu khác á, bởi vì sao? Trong cái giai đoạn hiện tại á, có phải thị trường nó đã bắt đầu bước vào giai đoạn đẩy giá không? Mà nó bước vào giai đoạn đẩy giá này á thì các cổ phiếu nằm trong các sóng ngành thì sao? Nó sẽ tăng. Đó, nên là anh chị em nếu mà mua vào những cái giai đoạn này á, anh chị em đã nắm chắc được 80% cơ hội chiến thắng trên thị trường rồi, nhất là anh chị em tham gia vào những cái cổ phiếu đang nằm trong sóng ngành nữa. Đó. Và trong cái giai đoạn hiện tại á, có một cái câu nói đùa này nó vui lắm anh chị. Đó, có hai điều đáng tiếc nhất trên cuộc đời này. Đó, thứ nhất á là bỏ lỡ người mình yêu thương nhất, và thứ hai á lỡ cái chuyến tàu cuối cùng. Và cái chuyến tàu cuối cùng này á em đánh giá là nó sẽ rất là quyết liệt anh chị. Anh chị em mà lỡ cái chuyến tàu này á là anh chị em nói thật á là trong năm nay á sẽ không có chuyến tàu nào nó như thế này đâu. Đó, và anh chị em mà tuần sau á mà còn không tham gia được đối với cái cổ phiếu mà nếu như mà nó xuất hiện điểm mua đi thì chắc hẳn á là anh chị em sẽ phải đợi cho tới năm sau luôn đó anh chị. Đó, nên là anh chị em tranh thủ nha. Nếu mà anh chị em nào mà vẫn chưa tham gia vào nhóm cộng đồng đi thì tranh thủ tham gia ngay vào nhóm cộng đồng. Để làm gì anh chị? Để em hướng dẫn anh chị trong cái giai đoạn sắp tới mình sẽ tham gia cổ phiếu như thế nào. Đó, thì ngày hôm nay em review cho anh chị hai nhóm ngành mà em đánh giá là nó đang mãnh liệt nhất trong trên cái thị trường này. Còn cái nhóm ngành thép nữa, nhưng mà em thấy là cái video này á nó cũng khá là dài rồi, và em sẽ dành cái video phân tích nhóm ngành thép và các nhóm ngành khác trong cái buổi ngày mai nha anh chị. Đó, anh chị em xem video xong thì anh chị em nhớ nhấn giúp em một nút anh chị em thấy video nó hữu ích đi, anh chị em nhớ nhấn giúp em một cái lượt like đi. Đó, và sau đó là nếu như mà thấy thằng em ngày hôm nay nó chia sẻ nhiệt tình quá, chia sẻ hay quá thì sao? Dành cho nó một lời cảm ơn đi anh chị, hoặc là dành cho nó một lời chúc động viên. Đấy, một lời chúc sức khỏe động viên. Đấy, để cho nó ngày càng ra thêm nhiều video chất lượng và ngày càng chất lượng và hoàn thiện hơn, về chỉnh chu hơn về cái mặt âm thanh rồi hình ảnh. Ok chứ anh chị? Đó, thì ngày hôm nay em đã dành tặng cho anh chị em các cổ phiếu mà sắp tới sẽ có điểm mua, và đặc biệt phải múc nếu như mà nó có điểm mua trong giai đoạn tuần sau. Đó, anh chị em xem video và nhớ lưu ý về những cái cổ phiếu này nha. Đó, thì em xin chúc anh chị trong cái giai đoạn tuần sau, trong cái giai đoạn sắp tới, trên cái quá trình đầu tư của anh chị sẽ thành công. Đó, và nếu như anh chị em cần giúp đỡ, cần hỗ trợ thì đừng ngần ngại
bình luận xuống phần phía bình luận xuống cái phần phía bên dưới để mà em theo dõi và em giải đáp giúp anh chị. Hoặc anh chị có thể tham gia vào nhóm cộng đồng và đặt cho em những cái câu hỏi về những cái cổ phiếu mà anh chị em đang quan tâm đi, hoặc là những cái cổ phiếu mà đang nằm trong top sóng ngành, mà ví dụ đi anh chị em muốn tham gia mà vẫn còn đang lăn tăn thì sao, thì cứ tham gia vào trong nhóm cộng đồng và em sẽ hướng dẫn anh chị hướng dẫn anh chị đánh ở những cái cổ phiếu đó, ok chứ anh chị. Đó thì kết thúc video, thì video đến đây là nó cũng khá là dài rồi, em cũng xin kết thúc video ngày hôm nay. Xin chúc anh chị có được những ngày cuối tuần bên gia đình và người thân thật là hạnh phúc. Em xin cảm ơn.